xin chào đón Ngọc Sơn và Phạm Linh. Cùng vỗ tay cho Nguyễn Thắng và Ngọc Anna. Và cuối cùng chính là Thủy Tiên cùng Sơn Long. Chào mừng quý vị đến với Dance Your Pedal, bước dậy ngàn cân. Hãy nhìn đây, sau nhiều tuần tập luyện và nhảy múa, họ bây giờ rất đẹp. Và nếu là quán quân, họ sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 500 triệu đồng. Và sau 9 tuần tập luyện thể lực, thể hình và chế độ dinh dưỡng an toàn và khoa học thì các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng bước vào những thử thách khó khăn hơn. Và thử thách của tuần này là thay đổi diện mạo. Tuần này thì các thí sinh phải đối diện với thử thách là hai bài thi nhảy múa và hai phong cách đó phải hoàn toàn khác. Xin anh John một lần thật lòng với lương tâm. Là sao? Em có nhớ là cái động tác đó là của em không? Sao nhớ được? Là mỗi ngày mình phải dựng bài mới thì sao nhớ được? Mình chỉ thấy nó rất là sáng tạo và hay, đúng không anh? Trời ơi. Yeah. Anh Minh Vật em, okay. Xin mời anh Đàm Minh Hưng. Tuyệt vời. Yeah. Đúng hết, rồi. Hết vậy anh. Hết vậy thôi. Em thích nhất anh. Em cũng vậy. Xin cảm ơn anh. Trời ơi, thích. Thích mà cũng có hùa nữa hả? Em hãy dành cái sự thích này cho Trường Giang. Con tim em không biết nói dối. Xin lỗi anh Giang. Không có gì đâu em. Tất cả đã muộn màng rồi. Anh là người đã có gia đình. Ôi giời.